Em chào mọi người nha. Hôm nay em đi chơi này, vào nhà bác này thấy nhà bác có nhiều phong lam quá. Nhưng mà em cũng không biết là loại gì. Nhưng mà thấy phong lam của nhà bác này rất là đẹp luôn. Đây. Đây. Rất là già luôn mọi người. Rất là nhiều luôn. Đây là loại phong lan gì đây bác? Đây là kiểu tím đấy. Sao bác chăm nó được đẹp thế, tốt thế? Phi điệp, kia là phi điệp. Phi điệp tím hả bác? Đây, những giỏ đẹp này quá. Giỏ kia là loại gì đấy ạ? Giỏ là kiểu tím đấy. Đang bác đang muốn chuyển đổi đây. Để trên cây này nó bóng râm, nó không kiểu là không. Nó thiếu ánh sáng đấy. Nó nở ra kém lắm, bác ra đi trồng khoảng 3 năm rồi mới được như thế này. Đẹp quá mà nhà ơi. Năm thì được, nó để ra được 2 cọng này thôi. Bác nào mà kết kế vòng phong lan này thì có thể là ai biết để em nhé. Đây, năm nay. Thế bác trồng để chơi hay là bác có bán không bác? Đây 2 cọng này. Bác chơi thôi hay là bác có bán không? Để chơi đấy mà anh em ai thích thì cũng dạ. Bán nữa. Đây cả nhà ơi, bữa nay cũng đẹp này. Giỏ này đẹp chứ. Đây, giỏ này rất đẹp luôn á. Đấy, bác nào yêu kết thì có thể là ai biết với em nhé. Đấy. Em thấy em thấy loại này nó ra hoa rồi này. Bác ơi, thế loại ra hoa này là loại gì đấy ạ? Có hoa màu vàng nhất cả nhà ơi, hoa màu vàng luôn này. Loại này ra hoa màu vàng. Còn cái này gọi là kiều vàng. Kiều vàng ạ. À, kiều vàng là nó ra hoa mùa này. Ôi, đang nở đây cả nhà ơi. Đẹp quá. Đang nở đây. Kiều vàng này. Thế loại tím là không nở mùa này bác nhỉ? Không. Loại tím nó nở vào tầm 3. Đây, ôi rồi dài lắm luôn mọi người ạ. Đây nhá. 3, 4, 5. Ở tận trên này luôn này. Nó xuống tận dưới đây luôn đi nhỉ. Đây. Khóm này dài quá luôn. Ôi bác ơi, những cái nhánh này nó có dễ như thế này là mình lấy đi mình trồng kết được luôn đấy nhỉ bác nhỉ? Đây. Những cái rễ nó ra tua tủa như thế này mà buộc vào là nó sống luôn này. Đó. Đây, giỏ này cũng đẹp. Giỏ đấy cũng đẹp cả nhà ơi. Này là kiểu tím, là phi điệp tím. Bây giờ hầu như là cũng ít nhà còn để ý này thôi. Vâng, mấy năm trước nó rộ. Mấy năm trước thì nhiều nhưng mà bây giờ cháu thấy nhà bác là còn để được nhiều này. Nó không ấy lắm. Nhưng mà đẹp mà cả nhà đây. Bác lại yêu kiếp mà lấy cái này về để chơi thì quá là đẹp luôn. Bác chăm rất là tốt này, đây. Anh em nào yêu kết cái dòng này thì có thể là ai vip cho em nhé. Có thể ai vip cho em ạ. Đây, loại này thì là kiều vàng nhé. Nó nở ra hoa màu vàng. Còn kiều tím thì hình như là nó nở từ tầm tháng 4. Tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì đấy. Thì bây giờ nó không có hoa nữa cả nhà. Này bây giờ không có hoa nữa. Đây, trời ơi dài quá luôn. Cái này chắc phải mét mấy. Bác ơi, cái nhánh này nó phải mét mấy nhỉ bác nhỉ? Đây, rất là dài. Rất là dài luôn. Đây, khóm này nó đang ra những cái búp non tua tủa luôn cả nhà. Tua tủa luôn. Cái khóm này cũng đẹp này cả nhà này. Cái này cũng đẹp và cái này ra hoa màu đỏ nhá. Loại này thì mình thấy là nó ra hoa màu đỏ. Ra hoa màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này cũng rất là tốt luôn, khóm này tốt quá cả nhà. Đây.
Đây. Bác nào yêu kết thì có thể ai bíp cho em nhé, để em liên hệ với bác để mọi người có thể là giao dịch nhá. Đó. Rất là đẹp luôn ạ. Khóm này chắc là mới trồng hả bác? Khóm này cũng trồng được 5 năm gì đấy rồi. Lúc trồng thì nhỏ tiêu tiêu à. Đây cứ mỗi nhánh này là nó là 1 năm. Nhánh này 1 năm, nhánh này 5, nhánh dài này 1 năm. Mỗi năm mình để lâu để càng lâu năm. Ôi, thế là những cái khóm bên này là cũng rất là lâu năm rồi đấy bác nhỉ? Khóm bên này là cũng rất lâu năm rồi đúng không? Tại vì mọi người ơi, mình thấy nó rất là nhiều nhánh luôn này. Rất là nhiều nhánh luôn này. Khóm này thì là khóm này nhiều nhánh nhất à? Đúng rồi, khóm này nhiều nhánh. Khóm này cũng nhiều mọi người ạ. Khóm này cũng nhiều nhá. Đây. Rễ nó ra tôi tủ này. Đây. Còn cái này đây. Cái này gọi là càng cua. Nó càng cua. Cái giỏ này đẹp mà. Giỏ này đẹp nhỉ. Giỏ này mà cái lúc mà nó ra hoa nhá, ra hoa màu đỏ luôn cả nhà. Ra hoa màu đỏ mà cái khóm này mà để mà cho vào cái chậu nó đẹp ấy. Thì mọi người treo rất là đẹp luôn. Tốt luôn. Nhà anh em nào yêu kết thì có thể ai bếp xem nha. Em chào tất cả mọi người. Em chào cả nhà nha.